Trước tình trạng kháng kháng sinh ngày càng diễn ra nghiêm trọng tại nước ta, một trong những động thái của ngành y tế để kiểm soát tình hình trên đó là xử phạt những nhà thuốc bán lẻ thuốc kháng sinh cho người dân mà không có đơn. Tuy nhiên, mức xử phạt từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng theo Bộ Y tế vẫn là quá nhẹ. Cụ thể, theo Bộ Y tế, việc chấp hành và thực hiện các cơ sở bán lẻ thuốc chưa nghiêm, đặc biệt mức phạt bán lẻ kháng sinh không kê toa tối đa hiện là 500.000 đồng là chưa đủ sức răn đe. Trong khi đó, kháng sinh đóng góp 13% ở thành thị và khoảng 19% ở nông thôn doanh thu của cơ sở bán lẻ. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thí điểm giám sát bằng hệ thống camera tại nhà thuốc và đưa tiêu chí bán thuốc kháng sinh theo đơn vào tiêu chuẩn nhà thuốc đạt thực hành tốt. Kết quả khảo sát cho thấy 88% ở thành thị và 91% ở nông thôn kháng sinh được bán mà không có đơn. Hầu hết vi khuẩn kháng với kháng sinh, nhiều vi khuẩn kháng nhiều loại, một số thậm chí kháng với tất cả kháng sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như bác sĩ kê đơn không phù hợp, không nhiễm khuẩn, vẫn chỉ định dùng kháng sinh, kê đơn không đúng kháng sinh, không phù hợp với bệnh, kê đơn quá liều, kê kháng sinh thế hệ mới, đắt tiền ngay khi trẻ lần đầu dùng kháng sinh. Dược sĩ bán thuốc khi không có đơn của bác sĩ, thậm chí chỉ định kháng sinh cho người bệnh.